Rồi, chúng ta tiếp tục vào vườn chuyên về si. Các bạn sẽ thấy là hoa mắt về si luôn. Chúng ta sẽ đi sâu vào trong vườn si nhé. Vườn này là chuyên si đến cả hàng mấy trăm cây, không nói là 1.000 nhưng chắc phải vài trăm cây si. Đấy, tôi sẽ đưa từ trên xuống, các bạn thấy là 1.000 si không? Hằng sáng lên chút. Chúng ta sẽ đi từng dãy. Xuống chút để cho anh em nhìn thấy bệ. Thấy họ từ đôn chậu rất là chuyên nghiệp, rất là đồng bộ. Những cái đôn chậu rất là lớn. Bên này là tùng này các bạn ạ. Nhiều si quá, cũng chưa thấy cái cây nào nó vào mắt.
nắng gió rất là mát lạnh lạnh thích thật. Bây giờ là rất hợp với tùng giống Đà Lạt. Nhiều lắm, nhiều lắm anh em ạ. Nhiều quá anh ạ. Quá hay là mắt không biết cây nào đẹp. Cái đẳng cấp chắc để đấy. Đây là tổng quan cái vườn si, anh em thường làm. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.